bạn, tôi là Lê Văn Cương đây. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn cái cách mà tôi đã áp dụng 3 bí quyết vô cùng tuyệt vời của Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, bác Phạm Đình Đoàn, để thay đổi bản thân mình và phát triển trong thời gian qua như thế nào. 3 bí kíp tuyệt vời của bác Phạm Đình Đoàn đã chia sẻ vào cuối năm 2018, tôi đã có dịp được giao lưu và học hỏi trực tiếp từ bác ấy. Đó chính là hãy ước mơ lớn, hãy hành động từ những bước đi nhỏ nhất và hãy thay đổi thật nhanh. Và trong cái chương trình tuyệt vời đó, khi có 1 tiếng 3 phút để giao lưu với bác Phạm Đình Đoàn, bác đã chia sẻ với tôi về cái việc đặt cho mình những ước mơ lớn hơn. Không ai đánh thế ước mơ của mình cả, và không ai giới hạn ước mơ của mình cả. Nên hãy mơ lớn hơn, hãy đặt cho mình những mục tiêu lớn hơn. Và vì thế tôi đã viết ra cho mình những mục tiêu, những ước mơ vô cùng lớn để cho cuộc đời mình. Và đôi khi nhìn lại những ước mơ đó và tôi chia sẻ những ước mơ của mình với những người bạn xung quanh, những mối quan hệ xung quanh, thì họ chửi tôi khùng, họ chửi tôi điên, nhưng không sao cả, bởi vì khi tôi dám ước mơ, tôi đã có được nhiều hơn. Và các bạn biết không, tôi đã đặt ước mơ cho mình, một cái mục tiêu cho mình trong năm 2019 này, tôi kiếm được 6 tỷ đồng. Và bây giờ tôi đã có cơ hội làm được điều đó, bởi vì tôi đang được gần gũi hơn với những chủ tịch của các công ty rất nhiều mối quan hệ chất lượng. Và bởi vì vậy, tôi đã mơ lớn hơn và tôi tin tưởng rằng mình xứng đáng có được điều đấy. Và thế là tôi đang thực hiện để có nó. Và cái điều thứ hai, bác Phạm Đình Đoàn đã tôi được học từ bác Phạm Đình Đoàn để chia sẻ, đó chính là hãy hành động từ những việc nhỏ nhất. Hãy hành động với một tâm thế của một con người vĩ đại, với một sự cống hiến tuyệt vời. Cho dù đó là những việc nhỏ nhất, hãy đi từ những bước đi nhỏ nhất để tạo ra những thành công nhỏ nhất trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Và ước mơ lớn rồi, nhưng nếu chúng ta chỉ nằm đấy và chúng ta mơ, chúng ta không làm gì cả, thì chúng ta sẽ không thể nào mà thực hiện được ước mơ của mình. Vì vậy, cần phải chia nhỏ ước mơ, cái mục tiêu của mình ra, phải chia nhỏ cái mục tiêu của mình ra, chia nhỏ nó, để chúng ta dễ dàng cảm nhận được nó, thấy được nó, hạnh phúc với nó và tận hưởng nó. Đó là điều tuyệt vời mà tôi học. Và điều thứ ba vô cùng tuyệt vời trong ba cái bí kíp mà tôi được lắng nghe từ bác Phạm Đình Đoàn, đó chính là thay đổi thật nhanh. Ở thời buổi hiện tại, khi tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đang thay đổi mỗi ngày, thay đổi một cách chóng mặt, nếu chúng ta đứng lại, chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ bị thụt lùi. Và tôi thay đổi từ chính bản thân mình, từ những thói quen còn rất tệ, từ những thói quen chưa tốt, tôi đã chuyển nó thành những thói quen tốt hơn. Tôi thay đổi bản thân mình bằng cách tôi học hỏi nhiều hơn. Tôi thay đổi bản thân mình bằng cách tôi tạo ra cho mình những mối quan hệ chơi với những con người đẳng cấp hơn và những con người tuyệt vời hơn. Và tôi học hỏi, tôi giảm cái tôi của mình xuống và tôi thay đổi rất nhiều thứ xung quanh cuộc sống của tôi, từ ngoại hình cho tới tính cách, tất cả những gì mà những người xung quanh đang rất tốt bụng góp ý cho tôi, những người bạn góp ý cho tôi, thì tôi đều đón nhận và nhìn lại chính bản thân mình. Tôi mở lòng để đón nhận tất cả, tôi yêu thương tất cả mọi thứ và tôi thay đổi rất nhanh. Và đó là điều mà nó đang tạo ra những bước đột phá trong cuộc đời của tôi. Các bạn biết không, nhờ áp dụng ba cái điều tuyệt vời này, tôi luôn nhắc bản thân mình ba cái điều tuyệt vời này trong cuộc đời mình, thì tôi đã tạo ra được những kết quả tuyệt vời. Tôi đã có thể kiếm được một mức thu nhập mà chỉ trong vòng một tháng tôi đã có thể kiếm được một mức thu nhập mà có thể bằng mấy năm trước tôi cộng lại tôi cũng không thể làm được. Tôi đã có thể bán bản thân mình được một cái giá là gần 400 triệu đồng. Tôi đã có thể bán thêm những cái điều tuyệt vời, những giá trị mà mình đang tạo ra cho những con người đẳng cấp, những con người nhiều tiền, và họ đã mua bản thân tôi, họ mua những cái giá trị từ tôi với giá rất cao, vài chục triệu lên đến vài trăm triệu, và tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng tuyệt vời bằng việc chỉ áp dụng ba cái điều mà tôi vừa chia sẻ với bạn thôi. Đó là điều, ba điều mà tôi đã áp dụng, tôi đã học được từ bác Phạm Đình Đoàn, chủ tịch của tập đoàn Phú Thái. Và đây là một tập đoàn rất lớn, một tập đoàn với một cái quy mô hơn 2.000 nhân sự, 2.000 hay 5.000 nhân sự đấy, tôi không nhớ chính xác, và doanh thu hàng trăm tỷ mỗi năm. Đó là cái điều, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, tỷ gì đấy. Chắc là hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ gì đó. Đó, và tôi cảm thấy nó rất là tuyệt vời khi mà tôi học được điều này. Nó làm cái kim chỉ nam cho tôi, nó đã hướng dẫn tôi và nó đã tạo ra cho tôi những kết quả tuyệt vời. Nếu bạn muốn có được những kết quả tuyệt vời hơn, hãy áp dụng, hãy nhớ ba điều này. Tôi muốn nhắc lại với bạn ba điều này nha. Tôi đã áp dụng nó xuyên suốt trong cái hành trình từ đầu năm tới giờ, từ đầu năm 2019 đến giờ, và tôi đã tạo ra những kết quả vô cùng tuyệt vời. Chỉ có 3 tháng đến 4 tháng thời gian trở lại đây thôi, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều bằng việc tôi luôn áp dụng ba điều này. Ước mơ lớn hơn, hành động từ những hành động nhỏ nhất, nhưng hành động một cách quyết liệt, quyết đoán, và luôn ăn mừng chiến thắng những thành tựu nhỏ nhất của mình, và thay đổi thật nhanh. Hãy thay đổi và sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng thay đổi. Ước mơ lớn hơn, ước mơ lớn hơn, hành động từ những hành động nhỏ nhất và thay đổi thật nhanh để tạo ra những kết quả tuyệt vời. Hy vọng rằng ở phần chia sẻ của tôi sẽ cho bạn thêm một vài cái
chìa khóa một vài cái thông tin để bạn có thể đạt được những kết quả tuyệt vời hơn, để có những kết quả xứng đáng hơn và sẽ có được nhiều thành công hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. À, quên mất, nếu như bạn cảm thấy video của tôi thú vị và vui vui, hay hay, mang lại giá trị thì hãy đừng quên comment một điều đó để ủng hộ tôi nha. Và nếu như bạn cảm thấy nó có ích cho bạn bè của bạn thì sao lại run tay thế nhỉ? Thì cũng hãy chia sẻ cái livestream, chia sẻ cái video này đến bạn bè của bạn. Và tôi cũng sẽ gửi kèm một cái link kênh YouTube của tôi. Bạn hãy sub kênh của tôi nha. Mỗi ngày tôi sẽ gửi đến một cái video trong cái kênh YouTube của tôi để chúng ta cùng giao lưu, chúng ta cùng học hỏi và chúng ta cùng chia sẻ năng lượng cho nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha, nhớ like, nhớ comment, nhớ sub cho kênh của tôi nha. Đó là một điều món quà tuyệt vời mà bạn đang tặng tôi đấy. Chúng ta sẽ tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Buổi chiều tuyệt vời nha. Tôi mới về Sài Gòn xong và đang phải làm video. Bởi vì tôi đang tham dự một cái chương trình rất tuyệt vời và mỗi ngày tôi đều phải có những video. Tôi rất thích làm video. Thank you.